Xin chào tất cả mọi người Cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Nông Phú Nguyễn à, Kênh Nhà Nông Phú Nguyễn xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi kênh Nhà Nông Phú Nguyễn trong suốt thời gian qua à, Nếu mọi người cảm thấy yêu mến kênh Nhà Nông Phú Nguyễn thì mọi người hãy nhanh tay đăng ký vào kênh à, để nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ mới nhất mà kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ gửi đến cho tất cả mọi người à, Hôm nay thì à, kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ quay cho tất cả mọi người xem về một cái đàn heo con mà nó bị trùng huyết các bạn à, như các bạn đã, đã theo dõi cây nhà nó phóng nguyện thì cách đây đã hơn một tháng rồi mình có chia sẻ đến cho tất cả mọi người về một à, cái đề tài đó là heo bị trùng huyết hay là cặn huyết đó các bạn à, thì mình có phân tích và chia sẻ à, về cái tình trạng này thì có rất là nhiều cô chú và anh chị em đã xem cái video này và có gửi comment về cho mình và họ nói với mình là khi nào mà có điều kiện và gặp cái trường hợp mà heo bị cận huyết hay là trùng huyết nó đẻ thì nhớ quay lại cái video à, chia sẻ à, để cho quý cô chú và anh chị em đó xem à, cái à, cái đàn đó nó sẽ đẻ như thế nào và con của con heo đó nó sẽ đẻ ra nó có bị dị tật hay là không và tỷ lệ nó sống số được bao nhiêu phần trăm thì nhân cái cơ hội đó thì ngày hôm nay à, mình có à, dịp à, đi và quay cho mọi người xem về một cái đàn heo nó bị trùng huyết heo con nó bị trùng huyết và nó được đẻ ra rồi tất cả mọi người nhìn vào trong cái cái video mà mình quay à, trước mặt màn hình tất cả mọi người đây đó là đàn heo câu nó bị trùng huyết các bạn uhm, đây là con heo cô đây là con heo mà nhà cậu mình đã nuôi các bạn à, đây là cái lưới số 2 mà cậu mình đã nuôi à, lưới đầu tiên á thì cậu mình đã nuôi một đàn À, trong thời gian nuôi ấy, thì à, lứa đầu tiên ấy, thì nó không bị không bị xảy ra cái tình trạng là heo bị à, trùng huyết và cậu mình đã bán hết à, cái lứa đó rồi thì đến sang cái lứa thứ hai này ấy, thì cậu mình à, nuôi tiếp một đàn nữa và trong cái thời gian nuôi các bạn thì cậu mình chờ đến cái những ngày ngày tết ấy, các bạn thì để bán cho người ta làm thịt à, nhưng mà cái lúc mà nuôi ấy, thì nói cái thời gian nó dài á nó dài hơn 6 tháng đó các bạn có nghĩa là tính để mà nuôi ấy, thì à, trong vòng từ à, 5 tháng 5 tháng trở lại thôi nhưng mà do cái, cái thời điểm mà cậu mình nuôi ấy, thì không có à, tính để mình nuôi như vậy nhưng mà nuôi nó thời gian nó dài hơn 6 tháng á thì các bạn biết rồi những con heo cái rừng ấy, mà khi đã được 6 tháng ấy, thì nó bắt đầu nó động dục với các bạn thì những cái con heo rừng đực trong cái đàn đó nó sẽ nhảy và cậu mình cứ nghĩ là nó nhảy bình thường thôi trong đàn thì nó nhảy bình thường thôi và với lại cậu mình cũng chưa có kinh nghiệm về cái vấn đề này cho nên thì để xảy ra thì để cứ để nguyên như vậy luôn thì cuối cùng á, thì những cái con heo cái trong đàn này nó có chữa hết luôn các bạn và cậu mình đã à, để lại một con và ngày hôm nay thì nó đã đẻ lên nó đẻ và mình quay cho các bạn xem đây thì theo mình thì biết á, cái con heo này nó đẻ vào tối qua các bạn à, sáng nay mình thì mình cậu mình mới điện mình vào để xem à, và cần phải giúp cậu mình để, để mà cách để mà chăm sóc nó cho nó tốt thì mình nhân cơ hội đó thì mình ngày hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ lại cho tất cả mọi người xem về cái đàn heo con này rồi các bạn nhìn thấy cái đàn con trước mặt tất cả mọi người á thì mình thấy là nó đẻ được bảy con á các bạn và hiện tại thì nó 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 sống á thì còn lại năm con mà thôi à, đó các bạn thấy ở khúc cây này mình quay các bạn này là một con heo nó đã bị cháy rồi và ở phía trong phía trong cái chỗ cái đàn con nó đang nằm các bạn thì có một con heo nó chết nữa là hai con và nó còn sống lại được năm con. Thì những cái con mà còn sống ấy, thì mình thấy nó um, nó rất là một mình khỏe các bạn. Nó không bị dị tật. Và nó rất là lanh lợi luôn. Nó không giống với cái đàn uh, theo con mà bị trùng huyết cách đây mình gặp mà 2 năm về trước là nó khi mà nó bị trùng huyết nó đẻ ra thì nó sẽ bị dị tật, nó sẽ bị dị tật ở chân hoặc là nó sẽ bị dị tật ở ngay chỗ cái cái miệng của nó các bạn, gần cái lỗ mũi của nó nó sẽ bị tật và nó sẽ bị hở môi nó lên các bạn. Còn đối với cái đàn mà của cậu mình á, này á, thì mình thấy năm con heo con còn sống này nó rất là mạnh khỏe luôn và nó không bị gì tật, hả? Và trong cái quá trình nuôi á, cậu mình nuôi thì mình sẽ uh, quay cho các bạn xem, uh, ví dụ như là hai tuần thì mình sẽ quay cho các bạn xem vào một tháng mình sẽ quay cho các bạn xem để mà các bạn biết à, heo nó, nó nó trùng huyết nó sẽ nó sống như thế nào rồi cuối cùng thì mình xin chào và gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo